Hôm nay em đến trao số tiền 1 triệu đồng trước chị Bùi Bánh gửi cho em để trao cho gia đình bên đây, là chị lần trước bị bại liệt 38 năm này. Đây là chị Căn Thêm, lát mình sẽ trao số tiền này cho chị Căn Thêm mọi người nhé. Đây số tiền mình đang cầm 1 triệu đồng này. Qua đây mình cảm ơn các mạnh thường quân, cảm ơn chị Bùi Ngọc Anh rất là nhiều đã kết nối chia sẻ yêu thương với những hoàn cảnh nghèo khó nhé, không may mắn trong cuộc sống này. Đây cái nhà lần trước mà mình chị Bùi Ngọc Anh phát trực tiếp trên đây là cái căn nhà mà chị 38 năm bị bại liệt bên trong nhà mọi người nhé. Và hôm nay em lên đây trao số tiền của chị Bùi Ngọc Ánh kết nối cho gia đình lần trước trong tài khoản của em. Nhưng mà hôm nay em đi rút tiền này để trao lại cho người thân để chăm sóc cho chị bại liệt 38 năm trong nhà kia. Đây là cho chị Căn Thêm này. Đây chị nhận 1 triệu đồng tiền của chị Bùi Ngọc Ánh cho lần trước để ấy cho gia đình. Đây. Thế cảm ơn chị Bùi Ngọc Ánh và các mạnh thường quân rất là nhiều đã kết nối yêu thương chia sẻ với những người nghèo như thế này. Đây. Chị hiện nay chị đã đang làm mọi người nhé, nên mình kêu chị lên đây luôn này. Đây. Có video ngắn này, thế cảm ơn các mạnh thường quân và cảm ơn nhà hảo tâm, cảm ơn chị Ngọc Anh rất là nhiều. Mong sẽ được giúp đỡ nhiều hơn cho những hoàn cảnh đặc biệt nghèo khó như này. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.